Đúng rồi Mở sư phụ. mở rồi, dạ khoan được nhỉ. Kính thưa quý vị, bây giờ là 4 giờ 10 phút. Chương trình trì chú của chúng tôi là chúng tôi trì 108 biến thần chú Dược Sư Quán Đảnh. Nhưng mà 108 không có nghĩa là 108, chúng tôi nhân với mỗi một người ngồi ở trong đây thì nó nhân lên. Thí dụ như 50 người thì nó nhân đến 50 lần. Và cái số lượng người đang ở ở trên cái hệ thống live stream của Tỳ Kheo Thích Thông Live. Quý vị nên nhớ, đây là những ngày cuối năm. Tất cả những cái gì mà chủ họa quỷ dương, chủ tật quỷ dương, chủ hao quỷ dương, là những cái người mà đem tới tai họa cho mình trong kinh Địa Tạng đó, thì họ sẽ đòi nợ cuối năm xui xẻo, nhất là những người mà trong cái hạn tuổi 49 và 53. Đó là những cái đại nạn, những người mà đang gặp những cái chuyện bất như ý. À, ở đây có chú Dương Hào ha, chú Dương Hào, chú là sinh năm 1953 đó, tuổi Quý Tỵ, chú sẽ mổ tim vào trong tuần tới này nè đó. Thì chú Hào, chú có một cái truyền thống gia đình lạ lùng, cứ người nào mà tới gia đình chú, ba chú hay là bà con chú tới 70 tuổi là đi. 70 thì chú bây giờ còn có 2 ngày nữa là đủ 70, thấy không? Thành ra mai là cái mổ này đó, nó lại xảy ra sau khi Tết. Cho nên chú lên tổ đình đó, thì thầy nói đó, bây giờ chú chỉ là, quý vị có tin cái chú Hào ốm nhom ở Oregon không? Người vậy mà bị nghẹt tùm lum ở trong tim đó. Nghẹt hết, giờ phải mổ banh lồng ngực ra đó. Đó, thành ra bây giờ chú Hào, chú nghe những lời này thì chú bắt đầu lên đi, chú ngồi trước cái bàn Phật, ly dược sư, chú lấy nước sẵn. Sư phụ tụng là chú tụng theo cái thần lực của dược sư đó, mà sở dĩ tôi cứu được trong cái mùa dịch này á, là cô dân ở trên siêu tàu, là con biết cô đó, cô lên cô cảm ơn đó. Mà bây giờ quý vị thấy cô hết bệnh rồi, cô mập cô đẹp không, nó hồng hào mập mạp ra. Thì cô đó là nằm trong 7 tuần lễ, bác sĩ chuẩn bị rút dây thì còn nước còn tát, thầy mới lên chương trình tụng dược sư. Thì sao ngày hôm sau cổ tất cả sức tùm nó quất lại và cổ xuất viện rồi, cổ vừa rồi cổ khỏe cổ lên đó. Bây giờ người thứ hai là cô Liễu Âm. Cô Liễu Âm là cư dân trong làng, cổ là đáng lẽ tình trạng cũng sắp đi rồi đó, thì con cổ đây biết thì chúng ta tụng thì cổ đã bình phục nhưng mà cũng chưa có hẳn. Thì bây giờ bữa nay cái thời kinh này thì chú Dược Sư Quán Đảnh này là cho chú Dương Hào nha. Chú tuổi Quý Tỵ, chú sẽ mổ tim vào trong cái thứ tư thứ năm gì đó, thì biết không, trong tuần tới này đây nè, không biết ngày nào thì đó, ngày thứ năm. Thì bây giờ đích thân ông phải ngồi trước bàn Phật và ông lấy ly dược sư, ông lấy nước, ông trì tụng cùng với thầy. Vợ con cũng thương ông lên tụng rồi. Cái đó là bữa nay có con gái cô Liễu Âm lên tụng để cầu cho cổ coi như phục hồi, để cổ làm cái tờ di chúc, nếu thọ mạng còn cho cổ khỏe mạnh sức diện trở lại sống bình thường như một cư dân ở trong làng, xin Đức Dược Sư thương xót cho hoàn cảnh của cổ. Còn nếu mà thọ mạng cổ hết thì cho cổ tỉnh lại hoàn toàn được sức diện, để cổ về đây cổ làm di chúc đàng hoàng tại hiện giờ đó. Cái ước nguyện của cổ đó là xả báo thân ở trong làng này, chồng của cổ cũng xả báo thân trong làng này và có là cư dân. Cho nên đó, bây giờ trong gia đình là có mấy đứa nhỏ nó lại là công giáo, lại nó không cho cổ về, và trong thời gian này thì cổ không có di chúc. Mà trong này có một đứa duy nhất là theo Phật, theo mẹ để mà đưa vào hệ thống này. Cho nên đó, bữa nay cái thời kinh dược sư này đó, cô Liễu Âm cổ không có mặt ở đây, nhưng mà có con gái cổ, đứa nào ở đây là cái đứa đưa cổ đến với Phật Pháp, phải không con? Đó, thì bữa nay những người nào trên mạng mà không gặp mình đang gặp bị cái tình trạng là xui xẻo, những cái chuyện tai họa có liên tiếp xảy ra trong nhà, tức là mình thiếu phước rồi, không biết nương nhờ ở thần lực ở đâu,
mình cầu tụng cho mẹ mình, tụng cho cha mình, tụng cho bản thân mình, tụng cho chồng con mình, thì hãy ngồi trước bàn Phật, có tượng dược sư càng tốt, không có thì đức bổn sư hay bất cứ một vị Phật nào cũng được, hay một vị Bồ Tát cũng được, rồi chúng ta ngồi cùng tụng với thiệt cho Thích Thông Lai nhé. Đó. Xong xuôi luôn rồi, vợ con bên đó đang chuẩn bị trên bàn Phật chờ sư phụ luôn. Rồi bây giờ tôi lấy sớ những người mà có sớ đây, để tôi lấy sớ cầu an ra. À, sớ cầu an cũng dày dữ ha. Nhớ để cái phone rung nha. Hả? Nhưng mà con gửi sớ vô đây chưa? Con có gửi mà con thì biết mặt chị chồng con không? Nhớ mặt không? Sư phụ không biết mặt. Thành ra con quán trưởng dùm đi. Nhớ một chuyện sao nó đi về, tại nó có một chuyện nó về làm sao nó có con cái nó quản. Ồ, hèn chi nó không ở lại. Có một cái chuyện mà có vô gỡ rối, mà tôi gỡ rối gần, tôi tụng kinh mấy ngày nay tôi không khang tiếng, mà tôi gỡ rối từ lòng tôi khang tiếng. Nhớ một chuyện nó vô cái chuyện thế này nè. Ông chồng là bác sĩ, cái bà vợ vô đây là bạn của ông Triển, là dược sĩ, nghèo hay giàu cái gì, nhà đầy đủ hết. Mà ông chồng bây giờ đó, ông không chịu đi làm bác sĩ mà ông thèm làm nữa, ở nhà để cho vợ nuôi không thầy kiếm chứ không phải con sợ đó chứ bố. Con thầy để con phải cầu ăn cầu siêu để lộn xộn không cho kia coi như là. Mà bây giờ ông chồng không thèm làm, có bằng dục đó chơi, rồi bây giờ nó lấy nhau hai mấy năm, lấy nhau hai mấy năm có ba đứa con, mà hở cái là mỗi tuần lễ là hai vợ chồng ông chồng chửi lộn gần 4 5 lần, chửi tăng tăng bác hơn giật, mấy đứa con nó quẳng nó chạy luôn. Mà cái cảnh này nó tiếp diễn đến nỗi làm cho ba má của cổ cũng khổ, thì cổ nói là cái nghiệp này đó là làm sao giải nghiệp. Thì tôi hỏi vậy đó cô lấy chồng thì là cô ông chồng ổng có trợ cấp hàng tháng hay là cô chịu đóng ăn xôi? Thì ông bác sĩ nói dạ con phải nuôi ngược ổng lại, từ đó tới giờ ổng không có làm, con nuôi 20 năm rồi. Tôi nói à mỗi tháng cô nuôi vậy, ổng nói là cứ xài hết tiền là đưa thôi. Vậy tôi nói giờ là cô có đưa tiền cho ba má cô bằng vậy không? Bây giờ không có. Mà vậy là cô lấy ổng vì cái gì? Ổng nói mà cô nói là sợ bỏ tội nghiệp. Tôi nói không có tội nghiệp gì hết. Rồi cô nói con mắc nợ. Tôi nói nợ đó thì phải có con số. Cô đưa tôi cái con số là cô nợ ông chồng này bao nhiêu triệu. Cô nói giờ không có biết, không có biết ngân hàng đưa giấy đòi nợ mà không có con số mình có quyền trả không quý vị? Không trả. Nó con nợ thằng chồng. Thì tôi hỏi là bây giờ cô mê nó, cô nói thầy cô mê đi. Tôi nói này thì hiển nghe phải thì hiển, chứ đừng có nói là tội nghiệp. Bây giờ người ta lấy chồng á thì ta phải nhờ chồng để mà phụ trả tiền bill tiền nhà, hỏi tiền bill ai trả thì dạ con trả. Rồi tiền số định cho con hai mấy đứa con học ai trả và con trả, tiền số đăng xe ai trả và con trả, vậy trả làm gì? Nó dạy cho ăn rồi cho ngủ rồi trả đi chơi rồi cho thôi, rồi tiền đâu cho xài và con bỏ trong đầy trong nhà băng thì ông xài hết rồi con bỏ vô. Tôi nói mà hở cái là nó chửi, nó chửi sao nó ra đồ con đồ đồ mày ngu hơn chó, không chửi vậy đâu, nó đừng tội nghiệp con chó nó khôn lắm. Có mình cô ngu thôi sao cô đổ được bằng dược sĩ vậy, thấy không? Nó cổ nói cái nghiệp đó có gì thấy rõ ràng, cô mê cô nói mê đi, thấy không? Bây giờ cô ở như vậy để cả ngày nó chửi lộn với lộn, mấy đứa con bị stress rồi quý vị, nó khóc nó chạy, đó là cái tội của cô. Rồi ba má cô đó, cái ông già trước khi chết đó, ông nói làm sao mà được cho ba thấy được một ngày con hạnh phúc, rồi ông chết. Rồi bây giờ ông chết rồi bây giờ con hạnh phúc bây giờ không? Rồi bà già đó bây giờ con nằm bán thân mà cũng thấy cái cảnh nó cũng mơ một ngày con hạnh phúc. Tôi nói cô mang tội bất hiếu rồi, lấy chồng tưởng đâu chịu đóng ăn xôi thì cũng chịu đi. Cũng như trên kia tôi có một cái bà nữ Phật tử, hai đứa này đệ tử tôi hết á, mỗi lần gây lộn lần chồng quýnh quýnh cái gãi lỗ mũi, cái chồng hết giận đó là cho 13.000 để sửa lỗ mũi, thấy không? Rồi cái bữa sau từng hai ba tuần sau gây lộn quýnh gái cái là mua cho cái giỏ LV,
rồi cái buổi sau quýnh trận nữa, cái mua chiếc xe nó xịt 90 ngàn. Thì tôi nói tôi có thằng chồng vậy tôi cũng chịu đánh để tôi có đồ. Còn cô á, là thằng này nó bác sĩ nó không làm mà cô phải nuôi nó hả? Mà cô nói không phải chửi mình con đâu, mà nó chửi luôn cả ba má con nữa. Mà con đi làm thì biết không, mà con chửi tụi nó đi tắt máy đi. Nó nói tắt máy là không được, nó chửi là con phải nghe, mà nghe 2-3 tiếng. Thầy Hiển có đồng ý nghe sự giải thích không? Những cái gì thầy nói nãy giờ nó nói khang tiếng luôn. Tôi nói nó chửi con đồ ngu với con chó, tôi hơn con chó. Tôi nói đúng rồi, con chó khôn hơn cô. Tôi hỏi bỏ được không? Bỏ được chứ. Cô nói cô sợ tội nghiệp, bây giờ bỏ nó đói sao? Tôi nói đói cái gì. Cái tôi hỏi nó chịu ly dị nó không? Tôi nói tôi mà ở ngoài đời mà gặp vợ ngu cái đó tôi cũng đâu ly dị, tội gì. Quý vị có những người cái nghiệp, tôi nói giờ ba cái giải quyết: một là ly dị, phải không? Hai là tu lục độ. Hỏi lục độ sao nữa nè? Tôi giờ tôi muốn tu lục độ ba la mật tôi không được, tại vì tôi không có ai chửi tôi để tôi nhẫn nhục. Bây giờ cô đó lấy chồng chửi để mà mình bắt đầu hai chồng chửi cái mình bấm tham coi mình nhẫn nhục được bao nhiêu giờ, không? Thì dùng cái đó để tu vậy thôi à. Còn ba đó là coi như bỏ hẳn luôn, để vì mấy đứa con cô, để mấy đứa con này sống như vậy đó 20 năm nay nó ảnh hưởng về vấn đề tâm lý nó dữ lắm, phải không? Cô thương con, cô mang tội là không tròn bổn phận với người mẹ, rồi bất hiếu với cha mẹ, để cha mẹ thấy cái cảnh mà nó chửi luôn cha mẹ nữa. Chửi luôn cha mẹ là mà còn ở nữa là ở vì cái gì? Vậy mà vẫn đòi ở, không chịu bỏ cái gì cả. Giờ bỏ nó ra, nó làm cái bằng bác sĩ nó lâu quá, sợ nó quên cái kiếm giáp không được. Tội nghiệp tôi nói thể thôi. Như vậy là cô thích chửi cái gì đó, không có được một cái gì hết. Vậy mà ở 22 năm đó quý vị. Sáng vô nghe cái bài pháp đó không chịu nghe. Cái cổ mới nói bây giờ con đi gọi thầy rồi, nói là đổi cái nhà đi, tại vì vậy cái nhà này không ở, con đổi cái nhà rồi cũng không xong, bây giờ tôi nói đổi chồng đi. Đổi chồng là hết, đúng không Huệ Hạnh, Huệ Dung? Nếu mà con gặp chồng chửi con cả ngày mà nó không có đem tiền cho con mà con phải nuôi nó, con có chịu nổi không? Đó, nghe Huệ Dung nói đi. Tôi cũng tìm cái lý do về để bào chữa, đúng không? Tôi nói mê, nó mê đại đi. Mà nó không có lý do vậy mê nữa. Cổ này 50 tuổi rồi. Cổ nói con bị chửi từ 20 tuổi, giờ 50 tuổi rồi, con chửi 30 năm rồi, con nghĩ càng già thành chân con yếu, con chịu không nổi. Thì giờ làm sao tôi nói thì một ly dị, hai là tu. Tu nó, dùng nó để tu. Ba là sám hối cái nghiệp của mình. Đời trước mình đã chửi ngày rồi. Nói vậy tôi làm sao tôi nói vậy, con cứ tụng đúng 100 bộ địa tạng đi là thấy nó khác. Nó là quan gia cái chủ của con á, trong bác sĩ có ăn học chứ không phải là dân mà thích học, nhưng mà không thèm làm, không thèm làm, sống vào cái đồng lương của vợ chơi vậy. Vợ thì dược sĩ rồi, chơi một sắp này cũng nhiều ha, mình phải đọc thôi, không sao. Mà cái cô này đó, nếu nói về tuổi đó, thì bạn với vợ Triển, mà thằng chồng thì tuổi với Triển, mà thằng Triển thì hở là cưng 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 cưng. Đó, thì Triển dẫn vô, vợ Triển dẫn vô, cùng là dược sĩ. Cô có thấy cô đó hồi nãy? Vô, nguyên do mà nói chuyện là tôi khang tiếng là tại vì giải thích cho cô nghe. Đủ lý do, cổ tìm đủ lý do để cô bình dịch hết. Cô dùng nó mê thẳng đi. Đổi nhà, đổi cửa, đổi bếp, đổi xe là cũng vậy. Tôi nói đổi ông chồng là xong ngay. Tôi nói con về 50 tuổi là ai mê? Tôi nói giờ tôi đăng lên một cái là có liền. Dược sĩ, chủ 4 căn nhà, phải không? Từng bị chồng cũ chữ 22 năm, không một cái lời than trách. Lấy em về, em trả tiền bảo hiểm, trả tiền nhà, tiền bill, trả tiền cho nó ăn chơi. Ông này trưa là ngủ trưa nữa nha. Chiều đi gym rồi đi chơi vậy đó. Đi đâu mà tìm? Đó. Thầy nói như vậy cho quý vị biết có những cái nghiệp. Mà nếu mà nói về nghiệp thì
Tụi nó mắc nợ, tụi nó nợ bao nhiêu cho con số. Không có con số thì không trả. Rồi. Lấy tất cả chúng ta chuẩn bị hết rồi phải không? Chúng ta chỉ tụng 108, có ai có chuỗi 108 không? Con điếm phải không? Con đi chuồng con điếm. Trước khi mà nó đủ 108 nó thì ở 107 thì con đánh hai tiếng chuông. Để đại chúng biết. Đánh cho người ta đi một cái nữa là cái cuối cùng cho biết nhà tới 107. Ai? Con ngủ hả? À. Ông thì ưa ngái, cô kia thì ưa ngủ. Vui rồi đó. Có người trên mạng hỏi sao đám ma gì mà cười không vậy? Tôi nói trời ơi, cái đám này đám vui chứ, chứ nó có buồn, phải không? Thành ra quý vị coi một kết hôm nay là chúng tôi vui cỡ nào, nó có xá lợi là vui nè. Thầy Hồng Đức đem vô trưng bày ở trong cái phòng triển lãm trong nữa, phải không? Còn cái phòng triển lãm xá lợi đẹp lắm. Nhưng mà tôi nói cô, cô để trong này á, mà cô giữ nha. Hôm lát nó vô nó cứ thấy là lạ, nó tưởng là Rito nó lấy là cô không có gì mà đền được, bán cái làng đền cũng không được đó. Không có ai chịu hết á. Ví dụ bộ xá lợi ba tụi con mới tụi con đền tụi con 100.000 tụi con chịu không? Thà là để đó chứ không có dẫn mặt đâu. Ở bên kia là ông Phước cũng phá kỹ, nhớ không? Mấy lớp tủ sắt của bên đây cô Hồng Đức cô bỏ nó rồi cô đi vòng vòng đó, tôi nói trong phòng cổ nó không lấy, nó vô nó thấy là lạ nó lấy. Nhiều khi phá kỹ nó mới mất, còn để vậy nó không có mất. À, chưa chắc cô nha. Đem gả chồng cô bán cô không đền được bộ xa lợi đó. Thường có nghe câu lù khù có con gù đậu mạng không sao bộ? Ẩu. Cô dẫn thầy vô, thầy nói cái này là vô giá. Vô giá đó là nó nằm có thể cái làng mình sau này khi sư phụ đi vào sanh tử đó là sống nhờ những bộ xá lợi này đó. Tụi con cứ tin đi, khi mà lên được 100 bộ rồi đó thì bao nhiêu con cháu như vậy hả? 100 bộ ít nhất là cũng có 1.000 đứa như vậy, mà những 1.000 đứa như vậy đó, nó phải đi làm nó mới đóng thế, mà nó muốn trừ thế thì sao? Chạy qua đây vô thăm bộ xá lợi trừ thế. Rồi tụi này già rồi còn chi, còn tới lớp củng cố rồi nữa, phải không? vô thăm nhưng mà dưới mặt rất là hãnh diện, phải không? Mai mốt cô phải cắt lại những cái đoạn băng hộ niệm rồi làm như bên kia đó. Rồi từ cái lúc ông cụ bệnh rồi là quay hộ niệm rồi tang lễ, rồi cuối cùng tới ngày mai này là cái bộ sàng xá lợi, để sau này làm tương lai cái làm này sẽ có cái tháp. Rồi khi đó mình design hắn mà vô coi cái ông Lâm Hồng Sơn, cái bấm Lâm Hồng Sơn cái nó chạy ra viên một cái quá trình là con cháu nó coi như vậy đó. Cái đó là phải làm, nhưng mà tương lai. Rồi Hồng Đức bây giờ trên cái phòng đó tôi nói cô để cái kiểu đó là chết. Hồi lét nó vô hồi chùa này không có cái gì lấy được, thấy cái bộ nó chơi chơi lấy chơi nó bán 5 đồng 3 đồng mà nó tưởng là Risto đó, nó đem bán. Chết thầy đó. Thắp nhang đi con, và thắp kỳ nam. Tôi biết được số duyên là có ổng rồi đó mà tôi không nói. Chứ nữa tôi nói nhỏ với một người con thôi, để người đó làm chứng, nói với một người thôi. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Luân Lý Quang Vương Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Thiên Bát Quan Thần Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Minh Giáo Chủ Khốn Khổ Bổn Tông Cú Bạc Minh Đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay lễ Di Quang Hòa Tán của Hương Linh Sa Di Lâm Hồng Sơn Thích Tề Văn Thành Cộng Viên Mạng
chúng con phát nguyện tụng trì 108 biên chú dược sư quán đảnh chân ông, để theo sơ cầu an của rất nhiều đệ tử trong hệ thống chùa Tầm Quyên đang bị nghiệp chướng, phiền não chướng, bệnh tật chướng, không biết nương nhờ phúc lực nơi đâu để giải trừ nghiệp chướng quan gia trái chủ. Chúng con chỉ nương vào di giáo đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nương vào 12 đại nguyện của đức Phật Dược Sư. Ngài lúc còn hạnh Bồ Tát có phát thệ nguyện rằng, khi con thành Phật, chúng sanh nào không gặp thầy, không gặp thuốc, bệnh không đáng chết mà phải chết ngoan, cho nên có 18 loại hoạn tử. Hôm nay rất nhiều đệ tử của con đang ở tại ngôi nhà trước bàn thờ Tam Bảo, thành tâm hướng về Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đồng công tu với chúng con qua hệ thống Facebook. Nhờ thần lực của đức Phật Dược Sư cho nên 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ có đệ tử của con đang vào Facebook đồng tụng trì 108 biên chú Dược Sư quán đảnh. Nhờ thần chủ và quyền lực của đức Dược Sư khiến cho những người thọ mạng chưa hết được gặp thầy, gặp thuốc, được bình an tai qua nạn khỏi. Trong này con xin dâng sớ cho cô Liệu Âm, một cư dân trong làng đã bị bệnh trầm kha, nằm trong bệnh viện thời gian trên 2 tháng, không biết nương nhờ phúc lực nơi đâu để được bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi. Xin dâng sớ lên cho đức Dược Sư để nhờ quyền lực của Ngài, nếu thọ mạng còn, nguyện cho bệnh tật bình an tai qua nạn khỏi. Đồng dẫn sớ cầu an cho Phật tử Dương Hào, tuổi quy tỷ năm thứ 5 này sẽ đi giải phẫu về tim, nhờ thần lực của đức Dược Sư khiến cho Phật tử Dương Hào bệnh tật bình an tai qua nạn khỏi. Con dâng sớ cầu an cho Tây Sơn bác sĩ mắt để giải trừ quản gia trái chủ. Con dâng sớ cầu an cho Diêm Mì Khoa Lê pháp danh Minh An bị bệnh ở đường ruột, không biết nguyên nhân, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1981. Mẹ là Nguyễn Thị Hương, thỉnh nguyện danh sớ cầu an. Cái này tại sao mấy cái sớ cầu siêu đặt vô vậy? Con dâng sớ cầu an cho gia đình Phật tử Lê Vũ Ngọc Trâm, lý nữ pháp danh Tâm Hạnh Nguyễn Đỗ Quy Trí, sinh ngày 31 tháng 3 năm 1971. Lê Vũ Ngọc Trâm pháp danh Diệu Hạnh, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1970. Nguyễn Vũ Thomas, sinh ngày 5 tháng 9 năm 1999. Nguyễn Vũ Terry, sinh ngày 29 tháng 1 năm 2002. Nguyễn Thị Tên Gia, sinh ngày 9 tháng 5 năm 2003. Con dâng sớ cầu an cho gia đình Phật tử Bùi Ngọc Bích, Bùi Văn Đồi pháp danh Minh An, Dương Thị Tươi pháp danh Diệu Hồng, Phạm Tài Triển pháp danh Nguyên Trí, Bùi Ngọc Bích pháp danh Trúc Long, Phạm Gia Đa Bảo Trân pháp danh Liễu Chân, Phạm Jessica Đan Tâm pháp danh Liễu Thành, Nguyễn Đông Du sinh ngày 30 tháng 10 1999, Đỗ Thị Chi pháp danh Diệu Thơ sinh năm 1944. Con dâng sớ cầu an cho gia đình Phật tử Liễu Nguyệt, Đinh Thị Tuyết Nga
Phật tử Nguyễn Quốc Thông Pháp Danh Thiện Chánh, Phật tử Giác Sa Ri Đinh sanh ngày 30 tháng 11 1994, con danh sớ cầu an cho gia đình Phật tử Tăng Hoàng Nam. Trương Thị Ngọc Nga Pháp Danh Huệ Châu Tăng Hoàng Quân sanh ngày 8 tháng 4 1955, con danh sớ cầu an cho Dương Thanh Hào Pháp Danh Thiện Vương sanh ngày 9 tháng 1 1954, đi mổ tim ngày 3 tháng 2 2022, nhằm ngày mùng 3 Tết. Con danh sớ cầu an cho gia đình Phạm Thu Thanh, Phạm Đăng Cần sinh năm 1932, Nguyễn Thị Mạnh sinh 1934, Phạm Thị Thu Vân 1956, Phạm Tâm Đăng sinh 1976. Con danh sớ cầu an cho Trương Thị Nga, Lê Thị Anh Pháp Danh Huệ Anh, Trương Văn Thái Pháp Danh Đồng Thu. Con danh sớ cầu an cho Bùi Văn Tre sinh 1943, Lê Thị Kim Ngọc Pháp Danh Diệu Bạch, Khai Đen Trần Pháp Danh Thiện Thọ, Mía Trần Pháp Danh Huệ Đồng, Nguyễn Thị Vân Hạnh Pháp Danh Quế Trân. Con chờ khi này đọc viết một tên con mới gõ chuông. Pháp Danh Ngọc An Ngọc, Nguyễn Thị Sao Pháp Danh Tôn Túc, viết một cái là gõ. Đặng Thị Thủy Pháp Danh Huệ Lưu, Andrew Zoller sinh 1957, Vicky Thạch sinh ngày 1 tháng 5 1968, Nguyễn Thị Lê sinh năm 1941, Võ Thị Sấm sinh ngày 1 tháng 2 1944. Con dân sơ cầu an cho gia đình Ngô Kim Lan Huệ Hương, Lý Nguyệt Anh Pháp Danh Huệ Tú, Ngô Phấn Vinh Pháp Danh Thiện Quang, Ngô Mỹ Yến Pháp Danh Huệ Xuân, Ngô Văn Lợi Pháp Danh Thiện Anh. Con dân sớ cầu an cho Nguyễn Thị Kim Quanh sinh ngày 1 tháng 10 1952, con dân sớ cầu an cho Cao Nguyên Bình sinh ngày 1 tháng 5 1980, Phạm Tiết Nga sinh 1964. Con dân sớ cầu an cho gia đình Phật tử Minh Ngộ Huệ Thủy, Trần Quang Dũng Pháp Danh Thiện Hảo, Vũ Thị Thu Hà Pháp Danh Minh Ngộ, Trần Vũ sinh ngày 19 tháng 1 năm 78, Trần Vũ Andrew sinh ngày 8 tháng 4 1994, Nguyễn Thị Bảo Trân sinh năm 1976, Trần Vũ Christy sinh ngày 21 tháng 5 2001, Trần Vũ Khai Linh sinh ngày 17 tháng 3 2003, Trần Vũ Aiden sinh ngày 30 tháng 10 2013, Trần Vũ Leon sinh ngày 6 tháng 4 2018. Dân sớ cầu an cho Phùng Thị Duyên Pháp Danh Thánh Trúc, Lê Thị Minh Châu Pháp Danh Nguyễn Liên Châu, Dương Thị Lâu Pháp Danh Huệ An, Nguyễn Thị Trương Pháp Danh Quảng Thất, Nguyễn Văn Nhơn 62 tuổi, Lương Trung Hiếu 1978, Bảo Tố Pháp Danh Thiện Tịnh, Rương Thị Toàn Pháp Danh Quảng Trang, Nguyễn Ngọc Phổ Pháp Danh Diệu Như Tâm Phổ, Nguyễn Ngọc Thị Trang Pháp Danh Diệu Đài, Anthony Lê sinh năm 1995, Nguyễn Thị Hồng Hạnh Pháp Danh Thánh Thông, Tạ Thị Trúc sinh năm 1956, Nguyễn Thị Tám Pháp Danh Thánh Đạo. Con dân sớ cầu an cho Thomas Nguyễn, Helen Lê Nguyễn, Austin Lê Nguyễn, Ryan Lê Nguyễn. Con dân sớ cầu an cho Lê Thị Hoàng sinh 12 tháng 2 1959. Con dân sớ cầu an Lâm Thanh Dũng sinh 14 tháng 10 1962, Lâm Lê Thanh Di sinh ngày 9 tháng 10 1989, Lâm Lê Kim Cương sinh ngày 18 tháng 2 1972, Nguyễn Ngọc Long Pháp Danh Tâm Viên Ngọ,
Trần Thị Phước Mai pháp danh Như Nguyễn, Nguyễn Ô Đinh Hảo sinh 2015, Nguyễn Thị Kim Phương pháp danh Diệu Phượng, Linh Khôn sinh ngày 14 tháng 3 1942, Hơ Con sinh ngày 19 tháng 10 1936, Trương Ngọc Tâm sinh ngày 28 tháng 3 1953, Trương Thị Lệ pháp danh Diệu Tiên sinh ngày 15 tháng 4 1948, dân sớ cầu an cho Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Tám pháp danh Thánh Đạo, Nguyễn Hồng Hạnh pháp danh Thánh Thông, Nguyễn Mỹ Hằng pháp danh Từ Dưỡng, Nguyễn Mỹ Hương, Nguyễn Mỹ Ngọc pháp danh Thánh Kim, Catherine Lee, Tony Lee, Trương Ngọc Hiền, dân sớ cầu an Đinh Thị Tuyết Nga pháp danh Liễu Nguyệt, Nguyễn Minh Tâm pháp danh Quảng Tâm, Nguyễn Pháp Quốc Thông pháp danh Thiện Chánh, dân sớ cầu an Tô Thị Sáu sinh 1939, Tô Thị Đẹp 1947, Nguyễn Thị Hồng Vân pháp danh Tuệ Liên, Trịnh Triệu Minh pháp danh Tuệ Mẫn, Trịnh Trí Thông pháp danh Tuệ Thái, Trịnh Thiên Ân pháp danh Từ Diệu, dân sớ cầu an cho gia đình Phật tử Đoàn Ngọc Quỳnh Quyên, Nathan Beck pháp danh Thiện Minh, Adam Beck pháp danh Thiện Hiếu, Đoàn Ngọc Quỳnh Quyên pháp danh Quyên Trang, dân sớ cầu an Đoàn Ngọc Quỳnh Giao, Nguyễn Thúc Đức pháp danh Thiện Trơn, Đoàn Dustin sinh 1988, Đoàn Sumantha sinh năm 2000, Phật tử Hoàng Thị Nhiên pháp danh Diệu Thanh Lê, Phật tử Phạm Thị Tâm pháp danh Trúc Dung, Phật tử Dương Anh Bình pháp danh Trúc An, Phật tử Dương Thành Đạt pháp danh Trúc Tiến, Phật tử Dương Chánh Nghĩa, Phật tử Dương Lạc Hy, Sư Cô Thích Nữ Hồng Thủy danh xứ cầu an, Nguyễn Ngọc Xuân Lan pháp danh Hoa Thanh và gia đình, Nguyễn Hòa Bích Nhung pháp danh Thanh Tịnh và gia đình, Nguyễn Thế Vinh Hiển pháp danh Hoàng Pháp và gia đình, Nguyễn Thế Ngọc Phi pháp danh Thanh Duy, Phạm Đức Khôi Quy pháp danh Pháp Đức, Phạm Thường Liên pháp danh Hoa Hương và gia đình, Phật tử Liễu Từ dân sớ cầu an, Trần Quốc Vinh pháp danh Thiện Minh, Trần Quốc Tuấn sinh 1955, Trần Kim Dung pháp danh Liễu Từ, Trần Thị Kim Oanh pháp danh Liễu Hạnh, Trần Thị Kim Yến pháp danh Liễu Oanh, Trần Thị Kim Thu pháp danh Liễu Pháp, Trần Thị Kim Vân pháp danh Liễu Ngộ, Trần Quốc Hiển sinh 1966, Trà Thị Trang sinh 1992, Tạ Thành An sinh 1993, Tạ Du Đăng sinh 2002, Phạm Thị Hoàng Yến 1966, Khê Vinh Trần pháp danh Thiện Trí, Linh Trần sinh 1996, Angela Nguyễn pháp danh Liễu Hiền, Austin Nguyễn pháp danh Thiện Hậu, Thanh Trần pháp danh Thiện Đăng, Ngô Thị Thanh Thí sinh 1968, Liễu Từ dân sơ cầu an, Từ Hà Mũi sinh 1954, Nguyễn Giang Thi pháp danh Thiện Nhật, Nguyễn Thị Nhung pháp danh Diệu An, Nguyễn Thị Nhung pháp danh Diệu An 1953, Lâm Hoàng Triều pháp danh Thiện Chiếu, Lâm Quang Trình pháp danh Thiện Lập, Lâm Ngọc Trang pháp danh Liễu Phổ, Lâm Thanh Trúc pháp danh Liễu Chân, Lâm Di Triết pháp danh Tấn Bộ, Đào Thị Ngọc Cẩm pháp danh Diệu Lạc, Đào Cống Danh sinh 1955, Phan Thị Hai, Nguyễn Ngọc Vinh pháp danh Từ Quá, Nguyễn Thị Thanh pháp danh Từ Huyền, Phan Thị Tâm pháp danh Trúc Dung, Nguyễn Thị Hồng Minh dân sớ cầu an,
Nguyễn Văn Đồng sinh 1951, Nguyễn Minh Thắng sinh 1977, Phạm Lê Bô Lô sinh 1975, Nguyễn Thị Hồng Minh sinh 1981, Nguyễn Phan Quốc Anh sinh 2009, Nguyễn Phan Lan Anh sinh 2013, Ngô Hoàng Long sinh 2004, Phạm Anh Jerry sinh 2009, Phạm Tấn Khe Vinh sinh 1972, Phạm Lê Danh Nai bất danh Diệu Thiện 1974, Phạm Anh Na Thanh sinh 2004, Phạm Văn Quyết sinh 1947, Lê Thị Ngọc Anh 1951, Lê Quý Lập, Trần Thị Lý. Dân sớ cầu an cho Phật tử Liễu Tịnh, Trần Văn Hiêu pháp danh Minh Nghĩa, Trần Văn Phước pháp anh Diệu Âm Minh Phước, Trương Trang pháp danh Diệu Trinh, Trần Văn Kiệt, Hê Lâm Trần Liễu Tịnh. Dân sớ cầu an cho Phạm Ngọc Châu Thích Tệ Nhân, Phạm Văn Châu Thích Tệ Nhân, Phan Thị Hồng Vân Thích Nữ Hồng Nghĩa, Phạm Thị Thúy Liên pháp danh Diệu Hương, Phạm Thị Ngọc Loan pháp danh Như Đoan, Phạm Thị Thúy Liễu pháp danh Nguyên Từ, Phạm Thị Thùy Linh pháp danh Nguyên Quang, Phạm Thị Hòa Bình pháp danh Nguyên An, Phạm Quý Thiện pháp danh Giác Thiên, Nguyễn Nghiệp, Hoàng Cao Hắc pháp danh Thiện Nhân, Tạ Quang Phúc pháp danh Nguyên Huệ, Hoàng Thị Ngọc Quỳnh pháp danh Thảo Hiền, Đinh Quốc Tấn pháp danh Quảng Tú, Đinh Quốc Tú pháp danh Quảng Công, Đinh Quốc Tiến pháp danh Quảng Tú, Tạ Khê Vinh pháp danh Nguyên Đăng, Tạ Brian pháp danh Nguyên Ân, Nguyễn Gia Sâm pháp danh Thiện Nhãn, Phạm Thiện Ý Giang pháp danh Nguyên Sơn, Nguyễn Thị Phương pháp danh Giác Ý, Nguyễn Timothy. Chúng con đồng dân sớ cầu an cho tất cả các Phật tử không về được làng Di Đà để tham dự khóa tu cuối năm, đang ngồi trước bàn thờ tham bảo, nhiếp tâm thanh tịnh đồng trì thần chú Dược Sư Quán Đảnh của Ngài Dược Sư. Nhờ quay lực của thần chú và viễn lực của Ngài, được bệnh tật bình an sở cầu như ý. Tôi dân sở gần hết tiếng đó quý vị. Không không ăn, không có đánh gì hết. Cho tới khi mà cuối cùng thì bắt đầu mới đánh. Mời quý vị ăn tọ. Vô chung mở. Dược sư Quán Đảnh chân ngôn Nam Mô Bạn già và đế đề sáng sáng luôn luôn thích mang làng bà ra xa và nam ta yên ta già na để tham hiểu tham bồ đà già na địa tạng bề sáng thầy bề sáng thầy tham bồ em đề sáng Nam Mô Bạn già mạnh đế đề sáng xa luôn luôn thích luôn đi mang làng bà ra xa già đa gia đa đi tan về sa
xà tham mô nghiệm để xóa nam mô bạn già bạn đê bề xa xà lô lô thích lô ly ra xa già đâm ta em ta già ra để tham hiệu tham mô đại cho tham đề tham đề xa thề bề xa thề bề xa xà tham mô nghiệm để xóa nam mô bạn già bạn đê lô thích lô ly ba làm bạn ra xa già
Tại bề sắc san vô thiên đề số hà nam mô bạc nhà mạnh đi bề sắc xà lù lo thiên lô đi bạc 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 đa sa ya ta đa ya đa đi tam điều tam bồ đa ya đa địa ta bề sắc san vô thiên đề số hà nam mô bạc nhà mạnh đi bề sắc xà lù lo thiên lô đi bạc 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 đa sa ya ta đa ya đa đi tam điều tam bồ đa ya đa địa ta bề sắc tề bề sắc tề đề số hà nam mô bạc nhà mạnh đi bề Bồ Đà Giang Văn Địa Tạng.
bề sanh tai bề sanh tai bề sanh sa mong im bề so an nam mô bạch nhà bạch ni bề sanh sa lu lo chân lu đi ba bạch bạch ra sa ya tai na ya ra đề tam bề tam bồ đề ya na bì ta tai bề sanh sa mong im bề so an nam mô bạch nhà bạch ni bề sanh sa lu lo chân lu đi ba bạch bạch ra sa ya tai na ya ra đề tam bề tam bồ đề ya na bì ta bề sanh sa mong im bề so an nam mô bạch nhà bạch ni bề sanh sa lu lo chân lu đi ba bạch bạch ra sa ya tai na ya ra đề tam bề tam bồ đề ya na bì ta bề sanh tề bề sanh tề nay so an nam mô bạch nhà bạch ni bề sanh sa lu lo chân lu đi ba bạch bạch ra sa ya tai na ya ra đề tam bề tam bồ đề ya na bì ta bề sanh tề bề sanh tề bề sanh ta mong im bề so đây bề sanh sa lu lo chân lu đi ba bạch bạch sa ya tai na ya ra đề tam bề tam bồ đề ya na bì ta bề sanh tề bề sanh tề bề sanh ta mong im bề so an nam mô bạch nhà chân lu đi ba bạch bạch ra sa ya tai na ya ra đề tam bề tam bồ đề ya na bì ta bề sanh tề bề sanh tề bề sanh ta mong im bề so an nam mô bạch nhà bạch đề bề sanh ta lu lo chân lu đi sa ya tai na ya ra đề tam bề tam bồ đề ya na bì ta bề sanh tề bề tề bề sắc sa mô in đề so an nam mô bạch nhà bạch đề bề sắc sa lu lo thích lu đề ya ta in đa ya na đề tam bề tam bồ đề ya na bề ta bề tam đề bề sắc đề bề sắc sa mô in đề so an nam mô bạch nhà bạch đề bề sắc sa lu lo thích lu đề ba tam ba ra sa ya ra đề tam bề tam bồ đề ya na bề ta bề sắc đề bề tam đề bề sắc sa mô in đề so an nam mô bạch nhà bạch đề bề sắc sa lu lo thích lu đề ba tam ba ra sa ya thay đa ya tam bồ đề ya na bề ta bề tam đề bề sắc đề bề sắc sa mô in đề so an nam mô bạch nhà bạch đề bề sắc sa lu lo thích lu đề ba tam ba ra sa ya thay đa ya ra đề tam bề tam bồ đề ya tề bề sanh tề bề sanh sa mô niệm đế so an nam mô bạch nhà bạch ni bề sanh sa lu lo chân lu đi ba bạch bạch ra sa ya thay đa ya na đế tam bề tam bồ đề ya na bì ta tề bề sanh sa mô niệm đế so an nam mô bạch nhà bạch ni bề sanh sa lu lo chân lu đi ba bạch bạch ra sa ya thay đa ya na đế tam bề tam bồ đề ya na bì ta bề sanh tề bề sanh tề nam mô bạch nhà bạch đế bề sanh sa lu lo chân lu đi ba bạch bạch ra sa ya tai na ya ra đế tam bề tam bồ đề ya na bì ta bề sanh tề bề sanh tề bề sanh sa mô in đế so nam mô lo chân lu đi ba bạch bạch ra sa ya tai na ya ra đế tam bề tam bồ đề ya na bì ta bề sanh tề bề sanh tề bề sanh sa mô in đế so nam mô bạch nhà bạch đế bề sanh sa lu lo chân lu đi ra sa ya tai na ya na đề tam hiệu tam bồ đề ya na bì ta bề sanh tề bề sanh tề bề sanh sa mô in đề so an nam mô bạch nhà bạch đế bề sanh sa lu lo thích lu đi sa ya tai na ya na đề tam hiệu tam bồ đề ya na bì ta bề sanh tề bề sanh tề bề sanh sa mô in đề so an nam mô bạch nhà bạch đế bề sanh sa lu lo thích lu đi ba bạch bạch ra đề tam hiệu tam bồ đề ya na bì ta bề so an nam mô bạch nhà bạch đế bề sanh sa lu lo thích lu đi ba bạch bạch ra sa ya tai na ya ra ya na bì ta bề sanh tề bề sanh tề bề sanh sa mô in đế so an nam mô bạch nhà bạch đế bề sanh sa lu lo thích lu đi ba bạch bạch ra sa ya tai na ya ra đế tam bề tam bồ bề sanh tề bề sanh tề bề sanh sa mô in đế so an nam mô bạch nhà bạch đế bề sanh sa lu lo thích lu đi ba bạch bạch ra sa ya sắc đề bề sắc đề bề sắc sa mô in đế so an nam mô bạch nhà bạch đế bề sắc sa lu lo chân lu đi ba bạch bạch ra sa ya thay na ya ra đế tam bề tam bồ đề ya đề bề sắc sa mô in đế so an nam mô bạch nhà bạch đế bề sắc sa lu lo chân lu đi ba bạch bạch ra sa ya thay na ya ra đế tam bề tam bồ đề ya na bì ta bề sắc đề bề sắc đề sa nam mô bạch nhà bạch đế bề sanh sa lu lo thích lu đi ba bạch bạch ra sa ya thay đa ya ra đề tam bề tam bồ đề ya na bì ta bề sanh tề bề sanh tề bề sanh ta mô in đế so sa lu
độ tâm tinh luân đi ma năng ba ra sa ya thay đa ya na đi tham về tham bồ đà ya na di ta về sanh thế về sanh thế về sanh sa bồ in đề sa na mô bạn nhà bạn đi về sanh ta lu luân ra sa ya thay đa ya na đi tham về tham bồ đà ya na di ta về sanh thế về sanh thế về sanh sa bồ in đề sa na mô bạn nhà bạn đi về sanh ta lu luân tích luân đi ba lòng bạn thay đa ya na đi tham về tham tai đa ya na đề tam hiệu tam bồ đề ya na đề tam đề tam đề đề tam đề đề tam sa một in đề sa nam mô bạn nhà bạn đề đề tam sa lu lo thích lu đi ba tam ba đề sa ya ra đề tam hiệu tam bồ đề ya na đề tam đề tam đề đề tam đề đề tam sa một in đề sa nam mô bạn nhà bạn đề đề tam sa lu lo thích lu đi ba tam ba đề sa ya tai đa ya đề tam bồ đề ya na đề tam đề tam đề đề tam đề đề tam sa
sa mô ni đê so ra nam mô bà nhà văn đê bê sam sa lô lô thanh lô đi ma thập bà ra sa ya thay đa nhân ra đê tam địa tam bồ đà nhã đa thị tam bê sa tê bê sa tê bê so ra nam mô bà nhà văn đê bê sam sa lô lô thanh lô đi ma thập bà ra sa ya thay đa nhân ra đê tam địa tam bồ đà nhã đa thị tam bê sa tê bê sa tê bê sa sa mô ni bà nhà văn đê bê sam sa lô lô thanh lô đi ma thập bà sa ya thay đa nhân ra đê tam địa tam bồ đà nhã đa thị tam bê sa tê bê sa tê bê sa sa mô ni bê so ra nam mô lô thanh lô đi ma thập bà ra sa ya thay xong chưa? Giải kiến, giải kiến, giải hoàn kiến cơ nghĩa chớ bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần phá tâm thành kinh đối trở phật đại cầu sinh giải kiến dưỡng sư phần dưỡng sư phần theo tai diễn tỏ dưỡng sư phật thầy tham mãn quyền dưỡng sư phần nam mô thiệu tai diễn tỏ dưỡng sư phần nam mô thiệu tai sơ phần nam mô tiểu tái diễn thọ dựa sơ phần cơn ba nhà ba la mờ khi ngài quan tự tại bồ tát thần hành sâu xa ba ba nhà ba la rồi thấy nam vẫn điều thông ba thầy bồ tát này không xa lời vẫn giác chẳng các không công
chú là đại minh chú là vô thượng chú là vô đẳng đẳng chú thực tướng ở thầy cô chân thật không ngơ vì vậy để nói chú bạn nhé ba la mật đa in đê ba la tăng in đê bồ đề tăng ba in đê say hi để tới phải
Niệm Phật công đức cầu nguyện cho các Phật tử danh xứ cầu an ở tại làng Indo và ở khắp nơi Hoa Kỳ, Úc Châu, Âu Châu đang vào công tu trì chú dược sư. Nguyện cho những người dân xa cầu an đương đời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu tan, tật bệnh bình an, thân tâm thường lạc, gia đình thịnh đạt, hưởng cảnh an nhàn, thiên thượng nhân gian đều đón thành Phật hòa. Nam mô A Di Đà Phật. Con đứng theo và cầu cho chúng sanh tinh chánh đạo ca phát lòng vô thượng.
con đường theo Pháp cầu cho chúng sanh thấu rõ thân tàn trí huệ nhân biển. Con đường theo tăng cầu cho chúng sanh tên tâm hòa hợp tất cả công này. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật